đối với những bạn nào mà tặng người vừa đủ hoặc là không quá là cao cho lắm. Nhiều người cứ lầm tưởng là cái quần ống rộng ấy nó là quần baggy, nhưng thật ra nó không phải. Ở trong cái video này ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói một chút về quần jeans. Thật ra thì quần jeans ấy, mình cũng đã làm rất là nhiều những cái video về quần jeans rồi. Đại đa số đều là những cái mẫu như là skinny jeans hay là những cái mẫu quần là slim fit, nó khá là bó sát vào cơ thể. Thì ngày hôm nay mình sẽ muốn giới thiệu với cả mọi người, review với cả mọi người một loại quần jeans mới mà mình cũng mặc nó trong cái khoảng thời gian gần đây, cũng khoảng tầm hơn một năm nay rồi. Về hai cái loại quần này thì nó cũng khá là xem nhau, vì là nhìn qua thôi ấy thì nó cũng rất là giống nhau, đó chính là regular cũng như là stretch jean. Và bây giờ thì là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về hai loại quần này, nó giống và khác nhau như thế nào. Thì đầu tiên là đối với cả quần stretch jean thì đây là một cái loại quần ống suông, nó là ống thẳng đứng từ trên xuống dưới. Nó khác với cả quần slim fit ở chỗ là cái phần đùi của các bạn ấy, khi mà các bạn mặc nó sẽ hơi rộng ra một chút, sau đó thì nó sẽ bo dần dần xuống cái phần bắp chân và cái phần gấu ống quần của mọi người. Nó sẽ phù hợp với khá là nhiều người, ví dụ như những người mà có cái tặng người to như mình, như là tặng người endomorph như mình ấy, tặng người xương to ấy, thì mặc cái quần stretch jean đấy thì nó khá là hợp lý. Nó còn gọi là quần ống suông hay là quần ống đứng. Ngày xưa ấy, những cái người lớn, những người cha chú của mình ấy mặc rất là nhiều cái quần này, và đến bây giờ thì những người đó thì vẫn mặc những cái quần là quần ống rộng, quần ống suông như thế, bởi vì là cái ưu điểm của nó là khi mà các bạn có thể là mặc để trong bất kỳ một cái trường hợp nào đó các bạn hoạt động thì nó đều rất là linh động. Ví dụ từ các bạn có thể là việc ngồi đứng, rồi các bạn chạy nhảy, rồi các bạn làm bất kỳ một thứ gì đó, nó cũng đều đem lại cho các bạn một cái sự linh động nhất. Đây, còn tiếp theo đó chính là quần regular jeans. Thì theo như mình tìm hiểu ấy thì regular là một loại quần nó biến thể từ cái quần stretch. Ở cái quần stretch thì chúng ta sẽ chỉ rộng hơn một chút ở cái phần đùi thôi, còn ở cái phần regular thì cái phần nó sẽ thẳng tuột luôn từ cái phần đùi của mọi người, và ở cái phần ống quần đó nó cũng sẽ rộng tương đương như vậy, có nghĩa là nó là một cái form quần ống rộng hẳn luôn. Về cái quần regular này cũng đã sử dụng ở đây đâu đó là khoảng một cái thôi, còn cá nhân mình thấy là mình thì hay mặc quần stretch hơn, bởi vì là nó sẽ tôn dáng của mình hơn. Đối với những bạn nào mà tặng người vừa đủ hoặc là không quá là cao cho lắm thì các bạn có thể thử sử dụng cái quần stretch jean đi, bởi vì là cái quần đó thì cái đặc điểm mà mình thấy rất là hay trên quần đấy là nó khá là dài. Cái độ dài của nó sẽ tầm khoảng với cả cái mắt cá chân của mọi người, hoặc là nó sẽ tới bàn chân luôn. Và những cái mẫu quần như kiểu như là regular jeans hay là những cái quần stretch jean này nó được hot trở lại. Có nghĩa là trước đấy thì mọi người cũng đã mặc rồi, nhưng mà cho tới những cái năm gần đây khi mà trend của cái giày Jordan này nó hot thì đồng nghĩa với việc là mọi người sẽ phối đồ theo cái cách mà nhìn nó street style nhất có thể. Các bạn thường thấy ở ngoài đường luôn là mọi người thường mặc một cái quần ống rộng, sau đó thì phủ qua cái đôi giày của đôi Jordan. Thì ở đây thì mình cũng có một số những cái quần ống rộng thôi. Đây là một chiếc quần regular của mình này. Ở cái phần đùi của nó nhá, nó cũng tuy là nó đã khá là rộng rồi, và đến xuống phần bắp chân nó cũng sẽ rộng tương đương như thế luôn. Còn đối với cả một chiếc stretch jean thì nó sẽ rộng ở phần đùi này, sau đó thì ở phần ống xuống dưới nó sẽ hơi nhỏ nhỏ lại một chút. Về cái kích thước ống quần mà các bạn có thể sử dụng ấy, mà hợp lý nhất là mình nghĩ là nó sẽ dao động từ khoảng tầm từ 18 cho tới 21 cm. Còn nếu như mà rộng hơn như thế thì mình nghĩ khả năng nó cũng có thể gọi là quần baggy, bởi vì là quần baggy ấy, nó là một cái quần mà cái ống nó vô cùng là rộng. Mặc lên thì nó sẽ tương đương giống như là một chiếc quần cargo pant. Khi mà mình mặc lên thì mình thấy là nó cũng khá là rộng và thùng thình, như đây là cá nhân mình thì mình không thích cái quần baggy cho lắm. Nhiều người cứ lầm tưởng là cái quần ống rộng ấy nó là quần baggy, nhưng thật ra nó không phải. Nó là một cái quần gọi là regular hoặc cũng có thể là stretch jean. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là một chiếc quần của mình, thì ở cái phần này họ có mài distress một chút. Cái quần này mình mua lâu đó cũng lâu lắm rồi, mình cũng không nhớ nữa. Và ở cái phần túi này thì các bạn có thể thấy là họ sẽ có thêm được những cái đường vân vải như này, nhìn trong quần của bạn nó sẽ chất hơn rất là nhiều. Về hai cái loại quần này thì mình nghĩ là các bạn cứ nên mặc true size thôi. Ví dụ như các bạn mặc size 28 thì các bạn cứ mua đúng cái size 28 thôi, bởi vì là bản chất của quần này nó cũng đã khá là rộng rồi. Nếu như mà các bạn mặc có up size lên để nó rộng hơn hẳn ấy thì các bạn nên chọn cho mình một cái form quần khác. Về cái chất vải mà mình thấy hợp lý nhất
của tất cả những cái quần mà mình đã sử dụng ở đây. Ở đây thì mình có đâu đó chắc khoảng hơn 10 chiếc. Mình cảm thấy là cái chất vải các bạn nên mua cái loại vải nào mà nó hơi có một độ co giãn nhẹ. Ở đây là khoảng từ 1-2%. Nếu như mà nhiều hơn thì có thể là 3-4%. Thì nó sẽ linh động hơn trong hầu hết tất cả mọi trường hợp. Thì đối với những chiếc quần mà nó có thêm một chút độ phần trăm co giãn đấy thì nó mặc nó sẽ không bị cứng quần. Còn như ở đây mình có cái chiếc quần này này, nó 100% là vải, nó không có thêm một chút phần co giãn nào ấy. Thì khi mà các bạn mặc, các bạn đứng lên ngồi xuống ấy, cá nhân các bạn mặc thôi nhá, các bạn cũng cảm thấy là cái quần này nó rất là cứng. Về cái độ dài mà đẹp nhất ở trên chiếc quần này ấy, mình nghĩ là ít nhất ấy là nó cũng phải bằng với cả mắt cá chân của mọi người, hoặc là nếu như mà dài hơn thì tới tầm khoảng bàn chân. Vì ở đây là mình đã thử qua cũng khá khá rồi, mình cũng recommend mọi người là nên mua trong cái chiều dài là khoảng tầm từ mắt cá chân hoặc cũng có thể là bàn chân như thế, thì nó sẽ giúp cho các bạn trong cái việc đi giày, nó sẽ được tối ưu được nhiều loại giày hơn. Cái quần này cũng có thể gọi là một chiếc quần thần thánh, bởi vì là nó vừa hack được chiều cao này. Đối với những bạn béo ấy thì các bạn chọn vừa size thôi thì nó sẽ làm cho các bạn người trở nên đầy đặn hơn. Còn đối với những bạn người có tạng người to như mình ấy, nó sẽ làm cho mình cảm giác thì đấy nó một chút nó thon gọn hơn này. Và nó cũng sẽ che được khuyết điểm là đối với những bạn thấp là cái chân của các bạn nó sẽ dài ra. Mình có thử một số đôi giày với cả cái quần này thì mình cảm thấy là hầu hết ấy, các đôi giày nó đều có thể fit được và nó đều fit rất là đẹp. Mặc với một số những cái đôi giày khác mình đã thử rồi và mình cũng đã up nó lên Instagram, thì các bạn có thể bấm vào phần mô tả bên phía dưới để xem thêm là mình thường hay mặc những cái quần này với cả cái đôi giày gì. Đây là cũng là cái mẫu quần mà mình cũng mặc cũng xuyên suốt trong cái thời gian gần đây. Mình nghĩ là trong thời gian tới thì nó không bị bão hòa đâu, bởi vì là đây là một cái quần mà gắn liền theo thời gian từ năm này qua tháng khác, từ năm này qua tháng nọ luôn. Nên là các bạn yên tâm, ít nhất là cũng có thể sở hữu cho mình hai màu, ví dụ như là màu xanh này hoặc là màu đen, thì để các bạn có thể mặc thay đổi thì nó sẽ hợp lý hơn. Khi mà các bạn mặc lên ấy, nó sẽ có hơi thiên hướng nó hip hop một chút. 2010 ấy, thì họ đều mặc cái quần rất là rộng rộng như này để có thể là nhảy hip hop kiểu b-boy. Các ý kiến vừa rồi mà mình chia sẻ với cả mọi người thì đều là những cái ý kiến mà mình đã thực hành, trải nghiệm và mình chia sẻ nó với cả mọi người. Thế cho nên là nếu như mà các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe ở bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace out. We'll be right back.